sử dụng bồn cầu không chạm. Sử dụng bồn cầu không chạm mang đến nhiều lợi ích quan trọng, đặc biệt như là trong bối cảnh hiện tại với nhu cầu sử dụng tiện nghi, an toàn và dễ dàng vệ sinh. Dưới đây là một số lợi ích tiêu biểu chúng ta có thể tham khảo. Tăng cường vệ sinh cá nhân, bồn cầu không chạm giúp giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt, từ đó hạn chế nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn và virus. Điều này đặc biệt quan trọng trong các không gian công cộng hoặc hộ gia đình đông người. Sự tiện lợi và dễ sử dụng. Với các cảm biến tự động, việc sử dụng bồn cầu trở nên thuận tiện hơn, người dùng không cần phải thao tác nhiều. Nắp bồn cầu tự động mở và tự động đóng, xả nước tự động sau khi sử dụng, cải thiện sức khỏe và an toàn. Đối với những người cao tuổi hoặc người có nhu cầu đặc biệt, bồn cầu không chạm mang lại sự an toàn khi không cần phải cúi chạm hoặc là sử dụng lên các bề mặt, giảm thiểu nguy cơ té ngã. Thẩm mỹ và hiện đại, thiết kế của các bồn cầu không chạm thường tinh tế, sang trọng, mang lại vẻ đẹp hiện đại và phong cách cho phòng tắm, phù hợp với xu hướng nhà thông minh. Những lợi ích này sẽ giúp cho bồn cầu không chạm trở thành sự lựa chọn lý tưởng đối với những ai mà đang tìm kiếm sự tiện nghi, an toàn và dễ dàng vệ sinh tốt hơn cho cuộc sống hàng ngày của gia đình. Hãy ghé ngay Kido Home để được lựa chọn, tư vấn và trải nghiệm dòng bồn cầu không chạm phù hợp với gia đình bạn.